Cộng đồng mạng xôn xao vì màn cầu hôn bất ngờ của cặp đôi Việt tại concert của Taylor Swift. Cụ thể, trong video được anh chàng tên Lê Minh chia sẻ mới đây, anh đã cầu hôn thành công cô bạn gái tại concert của Taylor. Trong khoảnh khắc nữ ca sĩ đang biểu diễn, Lê Minh cầm nhẫn quỳ gối cầu hôn bạn gái mình, nhưng bất ngờ hơn là cô bạn gái cũng đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn để cầu hôn lại Lê Minh. Cả hai có những giây phút vừa cười vừa khóc cùng nhau trước sự chứng kiến và cổ vũ từ mọi người xung quanh. Lê Minh và bạn gái sau đó đeo nhẫn cho nhau, chính thức đồng ý bước vào một hành trình mới. Được biết, bạn gái của Lê Minh tên Phương Uyên, cặp đôi đã có 8 năm bên nhau. Viết hết dàn ý ra rồi, đến lúc thực hiện thì khóc với quên lời, may quá vẫn nhớ lời nhạc mà quỳ xuống hỏi. Với cư dân mạng, Lê Minh không phải là gương mặt quá xa lạ. Anh chàng làm việc cho một công ty truyền thông và thường xuyên thực hiện các video hài hước cùng TikToker Xoài Phạm. Những video của hai gương mặt này được chia sẻ nhận về nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội. Bản thân Lê Minh cũng có hơn 38.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Hiện tại, video cầu hôn của Lê Minh và bạn gái đang được chia sẻ rầm rộ. Nhiều người mong chờ đám cưới của cặp đôi sẽ sớm diễn ra trong tương lai gần.